Nếu như các bạn đang tìm kiếm một clip hướng dẫn các bạn có thể tự tay setup được một cái bể cá biển cơ bản để các bạn có thể chơi được một cặp Nemo và một vài em san hô cơ bản với chi phí thấp nhất cho người mới chơi thì xin chúc mừng bạn. Ở trong clip này mình sẽ giúp các bạn làm được điều đó nha. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì nếu như các bạn đang tìm hiểu về môn chơi cá biển, các bạn đang chuyển từ thủy sinh nước ngọt sang thủy sinh nước mặn, hay là các bạn tìm hiểu về chơi cá biển luôn á, thì mình hy vọng clip của mình sẽ cho các bạn thật nhiều động lực để bạn có thể set bể ngay và luôn. Bởi vì hôm nay mình sẽ set một cái bể cá biển cực kỳ cơ bản và đơn giản với chi phí thấp nhất có thể, cho mọi người có thể tự tay set up một cái bể cá biển của mình. Nếu như các bạn thấy clip này hữu ích, nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người có thể thấy hơn nha. Và nếu như các bạn muốn theo dõi các cái bể của mình sau khi mình set up á, thì mình sẽ update thường xuyên lên trên đây, hàng ngày các cái quy trình mình bảo dưỡng bể, bảo trì bể, chăm sóc bể của mình, thì các bạn nhớ bấm theo dõi nha, mình sẽ update thường xuyên cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta cần là gì? Một cái bể như này. Không, cái điều đầu tiên chúng ta cần ở đây là cái kiến thức và cái sự hiểu về cái môn chơi của các bạn sắp chơi. Thì cái kiến thức cơ bản nhất mình nghĩ các bạn cần có đó là kiến thức về quá trình cycle và quá trình đi chất hóa các chất hữu cơ, các chất độc trong bể. Thì đây là cái kiến thức nền tảng của bạn trong môn chơi này, cái nền tảng của cái hồ sắp tới mà các bạn sắp xây dựng. Thì các bạn tưởng tượng bây giờ các bạn xây một cái nhà ở trên một cái nền móng nó không có vững đi, thì trước sau gì cái nhà của bạn cũng sẽ bị lung lay và sập đổ. Thì cái điều tương tự cũng sẽ xảy ra với bể của bạn khi bạn setup một cái bể mà bạn không hiểu gì về nó cả. Thì cái quá trình đi chất hóa và quá trình cycle mình sẽ làm ở một clip khác, cụ thể hơn, sâu hơn để các bạn có thể nắm rõ nó, để có thể tự tin bảo trì, bảo dưỡng cái bể của mình một cách tốt nhất nha. Ok, thì giờ tới phần chọn bể. Chọn một cái bể với kích thước như thế nào là phù hợp? Có thể có rất là nhiều bạn khuyên các bạn là chọn một cái bể càng lớn càng tốt để cho nó có sự ổn định, mình sẽ dễ chăm sóc hơn. Thì theo ý kiến của mình đó, thì cái bể lớn nó đồng nghĩa với việc tổng ngân sách đầu tư của các bạn nó sẽ lớn. Và đây là một môn chơi không hề rẻ. Thì ví dụ như một cái bể 1 mét đi, thì tổng cái đầu tư cho nó theo kinh nghiệm của mình đó, nó rơi vào khoảng 20 tới 30 triệu để cho đầy đủ các cái thiết bị, mà cũng chưa đầy đủ lắm đâu nha. Với lại thiết bị chỉ là thiết bị mình gọi là tiết kiệm thôi á, thì cũng rơi vào khoảng 20 tới 30 triệu. Thì với cái con số đó và anh em new buy thì mình nghĩ đây là một con số không hề nhỏ. Thì ví dụ như bây giờ mình chọn một cái bể nhỏ đi, thì nó có khó chăm sóc hơn bể lớn hay không? Theo mình thì nếu như các bạn có một cái kiến thức nền tảng tốt á, thì cái việc chăm sóc một cái bể nhỏ bể to thì nó cũng không khác nhau mấy đâu. Theo mình nghĩ để lựa chọn được cái size bể phù hợp á, thì các bạn phải đảm bảo 3 yếu tố. Đầu tiên là cái không gian nha bạn nè, thứ hai là cái nhu cầu của bạn, và thứ ba đặc biệt quan trọng đó là nó phù hợp với ngân sách các bạn có thể chi. Ở clip này thì mình chọn cái bể Cubit 40 để hướng dẫn các bạn setup bể. Thì mình thấy cái size bể đây rất là phù hợp với anh em new buy, gọn gàng nè, không lớn quá, không nhỏ quá. Thì ngân sách đầu tư rất là vừa phải, chỉ tầm 1,3 triệu thôi thì các bạn đã có một cái bể và hộp lọc đi theo bể và cái bơm setup sẵn ở trong đó luôn. Để mình cho các bạn xem rõ ở trong đây nha. Đây là cái bể mình dùng để hướng dẫn các bạn setup hôm nay. Thì các bạn mình chọn là bể Cubit 40, có nghĩa là dài rộng cao nó 40, nó là hình vuông đó các bạn. Thì đây là hệ thống lọc vách nằm ở ngay trong bể luôn, đó là gọn gàng, mình không có một cái bể lọc nào ở dưới ha, không đi ống đi gì hết, độc nhất một cái bể như thế này thôi, nó gọn gàng. Mình review sơ nha, thì nó sẽ có hệ thống hút mặt nè, hút đáy nè, rồi hệ thống hút mặt rất là quan trọng nha các bạn, hút mặt ở trong nước biển á, bởi vì nước các cái chất bẩn như nước biển dơ nó sẽ nổi lên trên mặt á, thì các bạn không có hệ thống hút mặt thì cái bể bạn rất là bẩn. Đây là cái đặc biệt quan trọng nha. Thì ở trong đây hộp lọc vách 3 ngăn thôi, cũng đơn giản mà. Đây bỏ thiết bị nè, vật liệu lọc, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nha. Đây có kìm theo bơm nè, mở vít nè, đấy rất là đơn giản. Vậy là mình đã xong cái hồ rồi, bây giờ mình sẽ đi qua để lựa cá, đá layout, đá sống, các cái vật liệu để mà xây lớp bể nha. Ok, nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần là cát nền. Cát nền ở đây mình dùng cát vỏ sò nhuyễn. Thì cát nền nó có hai công dụng chính, thứ nhất là để đẹp cho bể nè, thứ hai là nó giữ pH ổn định và cái vi sinh nó sẽ sống ở trong nền cát của mình luôn. Thì đây
Lò đây là 30.000 một ký ha. Thì các bạn nên dùng cát nền chuyên dụng, đừng có dùng mấy cái cát thị sinh, nó rẻ hơn tí xíu nhưng mà trong quá trình sử dụng á nó sẽ nhả ra silicat, nó gây rêu hại cho hồ của mình ha. Thì ở cái hồ Cubit 40 như thế này thì mình sẽ dùng khoảng 5 ký cát nha, 5 ký cát nền. Tiếp theo, cái thứ hai mình cần là đá layout nha các bạn. Mình cần đá layout để mình xếp bố cục tại bố cục chính cho bể nè. Đây cũng là cái hồn của bể luôn. Thì bạn để ý ở trên viên đá cũng có rất là nhiều lỗ, thì đây cũng chính là ngôi nhà cho vi sinh để sinh sống xử lý nước nè. Thì đá layout nó mình thấy là có 3 loại. Thứ nhất là loại viên nè. Thứ hai là dạng dĩa nè. Thứ ba là dạng cành như thế này, đá cành. Thì lời khuyên của mình cho anh em new buy chơi á thì nên lựa đá dạng viên ha. Đá dạng viên nhiều kích cỡ tí xíu, mình về mình random lại, mình sẽ layout nó sẽ rất là dễ. Đây, mình có lựa được một số viên đá random như thế này. Ok. Các bạn để ý nha, đá mình lựa đá sạch tí xíu. Đá mà cái chỗ đã được xử lý rồi á, có những nơi họ bán đá nó bị dơ các bạn, nó còn dính rêu tảo, nói chung nhiều viên đá nó sẽ dơ á. Thì những cái viên đó khi mà mình bỏ vô chạy cycle thì nó sẽ làm nước của mình bị hư nha, rất là khó để cycle. Thứ ba ở đây mình cần đó là vật liệu lọc. Đây là mình gọi là đá sống. Ở những viên đá đây các bạn thấy, đây là một dạng san hô vụn thôi nhưng mà nó được khai thác dưới biển á. Thì ở đây nó có sẵn vi sinh ở trong đây rồi. Thì viên đá sống này đầu tiên nó rất là đa dạng vi sinh. Thứ hai là khi bạn sử dụng nó thì nó sẽ giúp bạn rút ngắn được cái thời gian cycle bể. Và cái độ ổn định của bể mình cũng rất là cao nữa. Thì ở cái bể Cubit 40 thì mình còn dùng 1-2 kg ha. Mình sẽ kết hợp với lại là xứ lọc để làm vật liệu lọc. Thì mình sẽ dùng hai cái đây chính thôi, để cho gọi là tiết kiệm nhất có thể. Đá sống đây thì khoảng 50.000 một ký này các bạn. Ok, cái thứ tư mình cần ở đây á là vi sinh. Ở trong clip này mình chọn vi sinh Thái, bởi vì giá của nó rất là rẻ, 145.000 mà cái bể Cubit 40 của mình chắc dùng khoảng nửa năm mới hết quá. Thì giá thành rẻ nhưng mà chất lượng rất là ok, mình dùng nửa năm, một năm nay rồi. Đó, đây là vi sinh ha, một cái không thể thiếu khi mà các bạn chơi bể cá biển. Rồi, tiếp theo là có sứ thanh nha mọi người. Sứ thanh đây là cái loại rất là rẻ, cái loại mà mọi người hay dùng cho các bể nước ngọt á. Đó, bạn dùng được luôn cho bể nước mặn luôn. Đây là ngôi nhà cho vi sinh, xài rất là tốt, giá thành ok nè. Ok, tiếp theo mình sẽ lựa đèn nha các bạn. Đầu tiên mình có mã đèn, đây là đèn wifi nè, chỉnh áp bằng điện thoại trong clip trước mình đã giới thiệu qua rồi. Thứ hai là cái đèn mình có thể chỉnh cảm biến ở trên thân đèn nè, chỉnh màu xanh trắng tùy theo ý của mình thôi. Thì cái thứ ba là cái đèn đây, cái mã cơ bản nhất, chỉ có thể bật với tắt thôi ha. Thì cái mã đèn đây mình thấy khá là ok với những các bạn mới tập chơi, ngân sách gọi là tiết kiệm ha. Thì mình chơi một cặp Nemo và san hô rất là ok. Đó, mình sẽ chọn cái đèn này. Okay, tiếp theo là mình cần muối. Muối đây để mình pha nước mình chơi nè. Đúng ra mình hay dùng nước biển tươi, nhưng mà ở trong clip này mình muốn hướng dẫn cho nhiều bạn có thể chơi được hơn thì mình sẽ dùng muối đi. Để sẵn hướng dẫn các bạn pha muối các bạn ở xa luôn cho tiện luôn. Thì ở đây mình sẽ dùng muối Resi nha các bạn. Muối là muối Resi. Ở các cái bể nhỏ thì cái lượng nước và muối mình dùng cũng không có nhiều đâu, cho nên các bạn cứ dùng cái loại Resi đi. Mình thấy ok, ở bể nhỏ thì không mắc hơn bao nhiêu, tính ra thì đây là 80.000. 80.000 một ký. Đây là một ký nè các bạn pha được là 30 lít nước. Cái bể của mình còn khoảng 2 bịch nha. 2 bịch và mình sẽ bắt cúp là 3 bịch luôn. Để 2 bịch mình thay nước ban đầu. Một bình mình sẽ dùng để thay nước bảo trì bể định kỳ ha. Đó, đây là 3 bịch muối. Tiếp theo là bút đo độ mặn. Đây, một trong những thiết bị dùng để bảo trì bể gọi là cực kỳ cần thiết và các bạn không nên tiết kiệm nha. Các loại rẻ sẽ cho các bạn thông số sai và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bể của mình. Mình nghĩ đây là thiết bị duy nhất các bạn không nên tiết kiệm, cực kỳ cần thiết nha. Bút đo độ mặn gọi là ống nhòm độ mặn ấy. Theo là skimmer ha. Với cái tiêu chí là ngân sách thấp, tiết kiệm nhất có thể thì mình sẽ chọn con skimmer này cho các bạn. Skimmer Boyu 310. Con đây thì chi phí nó khoảng là 330.000 thôi. Cái giá quá rẻ với một cái skimmer. Thì bởi vì nó không có yêu cầu nhiều mà các bạn. Những cái con đây thì ngân sách nó cao hơn, nhưng mà body nó lại bằng acrylic.
Nó có nhiều tính năng khác thì mình sẽ dành một cái clip khác để mình review sự khác nhau giữa các skimmer cho các bạn tiện lựa chọn ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn con Bayou. Đấy.